Alo, kính chào các bác nhé. Lên sóng cho anh em một cái cấu hình đồ cổ vỏ gỗ rất là đẹp. Đấy, anh em nhìn cái cấu hình của cặp loa ZE700 này. Cặp này là dòng đời 8 lỗ, đít cây. Hôm trước thì giao lưu với anh em dòng 4 lỗ nhé, hôm nay là 8 lỗ đây. Cổng trước âm đi Akai cũng dòng cổ 1020, vỏ gỗ, dòng Resolver, đều là hàng Nhật nhé. Có điều thì em Akai 1020 này nó là hàng Nhật nhưng mà xuất châu Âu, điện 220-240, công suất 170W. Đấy, bây giờ em sẽ đi gần quay cho các bác chi tiết cái bộ hôm nay nhé. Đầu tiên là em quay trước âm ly trước này. Cái nguồn phát thì em luôn luôn test bằng iPad, tí em sẽ test bằng iPad cho anh em xem nhé. Thì trên này vỏ gỗ này, hông cũng vậy này, rất đẹp nhé. Đấy, về hình thì anh em nhìn nó cũng có cái đồng tương đồng với cả cái cặp loa. Đấy, thì đây cái em Akai mặt nó như này. Đấy, quay chậm để anh em ngắm nhé, từng núm nút, từng cái mặt của nó phải nói là rất đẹp này, các núm soi gương. Dòng Resolver, Resolver nó bản thân nó vẫn là dòng âm ly stereo hai kênh nghe nhạc. Đấy, đây này, nhưng Resolver nó có thêm đài. Còn những cái em mà stereo thuần như này thì không có đài, chỉ đơn giản thôi. Đấy, thì em này là em Akai 1020 này, đọc đầy đủ là A1020 dòng cổ nha. Đấy, cặp loa hôm nay em quay cho bác là đây, cặp E700. Thì hôm trước có giao lưu với anh em một cặp E700 rồi, thì về cơ bản cấu hình nó cũng là một bát 30, gân vải màng giấy FB, chung cũng gân vải màng giấy FB, một tép kèn gang đúc nó cũng như này, nhưng mà nó là đời 4 lỗ, còn em này là đời 8 lỗ. 8 lỗ thì nó sẽ là hậu đít cây này này. Đấy, đó, bây giờ thì để gọi là không mất thời gian thì em sẽ test luôn bản cho anh em nghe thử xem cái chất âm nó như nào nhá. Anh em mà thấy nó hay, đặc biệt là cái giải gì đấy hoặc là chưa vừa tai thì anh em để lại comment, bởi vì một cặp loa này nó có nhiều các phương án phối ghép khác nhau, âm ly cũng vậy đấy. Và đôi khi là hợp tai của em chưa chắc hợp tai các bác, và có thể là cái tai các bác, gu các bác nó khác, thì các bác cứ để lại nhận xét thì em sẽ ghép những cái bộ khác cho các bác đấy. Anh em cùng thưởng thức một bài nhé. Đi về vĩnh biệt kể từ đây, còn luyến lưu làm chi, còn vấn vương làm gì, ai thật lòng yêu ai đến bây giờ mình đã biết. Chuyện tình đôi ta em hãy xem là huyền thoại. Anh đừng giận em, dĩ vãng mùa thu vẫn đẹp như giấc mơ, trên trời bao ánh sao tình ta bấy nhiêu kỷ niệm. Nào ngờ hôm nay định mệnh chia rẽ đôi ta, em biết làm sao mùi tóc làn môi và thư tình. Anh xin gửi lại em và tất cả cuộc vui anh cũng xin trả lại em. Dù mai em theo chồng, đời đời em vẫn nhớ mãi mối tình đầu tiên. Thôi em hãy đi về, khóc chỉ làm buồn thêm. Trời đã khuya từ lâu, càng vắng đêm tà tư. Mai này